dọi suốt trăm năm một cõi đi về. Lời nào của cây, lời nào cỏ lạ, một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ. Ngày qua vừa tan mùa xuân rồi tan mùa hạ, một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa. Mây che trên đầu và nắng trên vai, đôi chân ta đi sông còn ở lại, còn tình yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hiện bóng con người. Vòng quanh một vòng tiêu tụy, một bờ cỏ non, một bờ mộng mị. Ngày xưa từng lời ta dương là lời cô điên. Trong gia đình bị nào sắp xuống chung chung ta ở, gia đình bị nào tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính chào quý sư cô, kính thưa gia đình tăng quý. Hôm nay chư tôn đại đức tăng ni đến gửi lời tụng kinh cầu siêu cho thân nhân của gia đình là chú là Hương Linh Võ Cao Tráng, pháp danh Nguyên Sinh, mời tất cả gia đình cũng như là thân bằng quyến thuộc nhất tâm cầu nguyện lời kinh tiếng kệ, cầu nguyện cho Hương Linh chú Võ Cao Tráng, pháp danh Nguyên Sinh, được tiêu trừ nghiệp chướng, thân tâm an lạc, vãng sanh vào Phật Phước. Bây giờ là chúng ta bắt đầu làm lễ cầu an, cầu siêu, nhập niệm thọ tang và di quan. Sau buổi lễ này, sư cô sẽ để dành cho gia đình một vài phút để gia đình gửi lời cảm tạ quý thầy quý cô cũng như là thân bằng quyến thuộc bạn bè đã đến đưa tiễn chú Tráng. Và sau đó nếu mình còn thời gian, sư cô sẽ có đôi lời pháp nhủ đến với gia đình, nhưng mà mình coi xem là thời gian của mình là có đủ hay không. Mình bắt đầu mình đi lúc 11 giờ đúng không? Bây giờ mình bắt đầu mình làm lễ nha. Bây giờ mời tất cả mọi người, khi thấy gia đình dâng hương lên, gia đình quỳ xuống, thì mời mọi người mình cùng ngồi xuống, mình nhất tâm tụng kinh cho thần thức của chú Tráng được vãng sanh tịnh độ. Bây giờ mình bắt đầu.
Như hương định hương nhờ huệ hương giải thoát giải thoát tri kiến hương. Quang minh văn đại biến pháp giới cúng dường thập phương vô thượng tôn. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Hôm nay đệ tử chúng con vấn tập về trường an linh đường, phúng tụng đại thừa kinh chú xưng tán hồng danh, tu tập công đức nhất tâm cầu nguyện. Nguyện cầu hương linh Phật tử võ cao trang, pháp danh nguyên xưng. Sinh ngày 30 tháng 12 năm 1960, vạn sanh ngày 14 tháng 3 năm 2023, hưởng thọ 64 tuổi. Ngưỡng nguyện chư Phật chư Đại Bồ Tát tùy từ phóng quang tiếp độ hương linh nguyên sân võ cao tráng, tóc thoát mây đồ vạn sanh Tây Phương tịnh cảnh. Đệ tử chúng con cùng tan gia hiếu quyết nhất tâm xưng nguyện. Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đào cảm thông không thể nghĩ bàn. Lưới đế châu vi đạo trang, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Chi tâm đảnh lễ Nam mô tận hư không biên pháp giới, quá hiền vị lai thập phương chư Phật, tôn pháp hiện tánh tăng thường trú tam bảo. Chi tâm đảnh lễ Nam mô ta bà giao chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hành Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thường Phật Bồ Tát. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chi Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Mời đại chúng quỳ xuống đi. Quỳ xuống, quỳ. Mời mọi người ngồi xuống. Dương chi tình tùy biến sai tam thiên, tánh không ba đứng lời dân thiên, pháp giới quảng tâm thiên, diệt tội tiêu kiến, hóa diệt hóa hồng liên, Nam mô Thanh Lương Biệt Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Biệt Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Biệt Bồ Tát. Bồ Từ Thì Giả Bát Công Đức Tùy Tự Thiên Chân Thiên Tại Chúng Sanh Cầu Trần Viên Nhập Tỳ Lô Hoa Tàng Giới Ca Trung Vô Sứ Bất Siêu Luân Thị Bất Tày Thị Diệu Cực Phá Tân Trần Bất Nhiệm Trần Phản Tác Tự Kỷ Viên Trường Lồi Ngoại Đảng Địch Đàn Tràng Sái Cô Mộc Nhi Tác Dương Xuân Tuyển Tế Tam Nhi Thành Tình Đồ. Đệ tử chúng đẳng cẩn đương trì tụng Đại Bi Tâm Chú.
nam mô a ra đa na đa ra ya ya nam mô a di đà tu ma ra ya ta ba tương điện tu mạng đa ra ba sa ya ta ba tương điện tu mạng đa ra ba sa ya ta ba tương điện tu mạng đa ra ba sa ya ta Phật thân thanh tịnh tờ lưu ly, Phật diện vô như mạng nguyệt huy, Phật tại thế gian thương cứu khổ, Phật tâm vô sự bất từ bi. Nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Phục nguyện hôm nay có gia đình Võ Việt Hồng, Thảo, Peter, Sung, Sa, Afro, Chen, Sung, Aiden, Sung và anh ruột Võ Cao Quang, Võ Cao Hà, em ruột Võ Thị Thanh Hoa, Võ Cao Huy, Võ Cao Tuấn, Võ Thị Kim Oanh. Phát tâm để tan báo hiếu thâm ân tình thân huyết nhục, cầu nguyện cầu siêu hướng linh Phật tử Võ Cao Trang pháp danh Nguyên Xưng. Sinh ngày 30 tháng 12 1960, vạn sanh 14 tháng 3 2023, hưởng thọ 64 tuổi. Ngưỡng nguyện chư Phật chư Đại Bồ Tát thì từ phóng quang tiếp độ hương linh Nguyên Xưng Võ Cao Trang tốc thoát mê độ vạn sanh Tây Phương tịnh độ. Tăng chủ yếu phục mà quyến ngũ phục chi ngân các tự thọ phục. Ta phân nhi tội cho ngô ly bà đi bà đế cầu hà cầu hà đế đà đà đi đế đi hà đà đế đế ma và đế chân lăng cà đế ta bà hà đi bà đi bà đế cầu hà đế đà đà đi đế đi hà đà đế thì đế nề đế ma và lăng cà đế ta bà hà đi bà đi bà đế cầu hà đế đà đà đi đế chúng lập kinh trang 13. Phần nói kinh Di Đà ta nghe như vậy, một thọ đứng phận kỳ thọ bà cấm cô đồng nơi nước xa về cùng chúng tỳ kheo 1230 vị đều là những bậc đại a la hán, mọi người đều biết ngài Xá Lợi Đại Mùng Kiền Liên Ma Ca Diếm Đại Ca Chiên Chiên Đại Câu Hỷ La Ngài Ni Bà Đa Châu Bạn Đà Nang Đa Na Ngài La Âu La Kiều Phạm Ba Đề Ngài Tấn Đầu Lô Ca Đà Di Đại Kiếp Tấn Đại sĩ Bồ Tát Vân Tạ
đây. Tây hàng đều bằng thân báo bao bọc xung quanh nên cõi nước đó tên là Cực Lạc. Lại xa lời cõi nước Cực Lạc. Về nước Cực
của Phật Di Đà này xa lời Phật ta thầy lời hình thành nói lời này nếu có chúng nghe được kinh này phải nên phát nguyện sanh về cực lạc này xa lời Phật như ta hiện tăng tăng công đức vân cả tư vi của Phật Di Đà phương đông cũng có Phật A xuất về Phật Tu Di Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang và Phật Diệu chứ Phật nhiều như số các sông hàng đều ở nước mình dùng lưỡi rộng dài trùm khắp 3000 đại thiên thế nói lời chân thật chúng sanh các ngươi phải nên tin kính tất cả chư Phật cùng chúng hộ niệm khen công đức không nghĩ bàn này này xa lời Phật cõi nước phương Nam Phật nhân quyền Phật danh vang quang Phật đại diệm kiếm Phật Tu Di Đăng cũng như Đức Phật vô lượng tinh chư Phật nhiều như số các sông hàng đều ở nước mình dùng lưỡi rộng dài trùm khắp ba đại thiên thế giới nói lời chân thật chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh tất cả chư cùng chúng hộ niệm khen ngợi công đức không nghĩ bàn này này xa lời Phật cõi nước phương Tây Phật vô lượng thọ lương tràng đức Phật đại quang đức Phật đại minh đức Phật bảo tướng đức Phật tịnh quang chư Phật nhiều như số các sông hàng đều ở nước dùng lưỡi rộng dài trùng khắp 3000 đại thiên thế giới nói lời chân thật chúng sanh các phải nên tin kinh tất cả chư Phật cùng chúng hộ niệm khen ngợi công không nghĩ bàn này này xa lời Phật cõi nước phương Bắc có Phật diệm kiên Phật tối thân đức Phật đang trở đức Phật nhật sinh đức Phật phóng huynh chư Phật nhiều số các sông hàng đều ở nước mình dùng lưỡi rộng dài trùng khắp 3000 đại thiên thế nói lời chân thật chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh tất cả chư Phật cùng chúng hộ khen ngợi công đức không nghĩ bàn này này xa lời Phật còi nước phương dưới có Phật sư tử đức Phật danh văn đức Đạt Ma Tư Phật pháp tràng đức Phật trì phá chư Phật nhiều như xô sông hàng đều ở nước mình dùng lưỡi rộng dài trùm khắp 3000 đại thiên thế nói lời chân thật chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh tất cả chữ Phật cùng chúng hộ niệm khen ngợi công không nghĩ bàn này này xa lời Phật cõi nước phương trên có Phật Phạm Âm Đức Phật Tôn Đức Phật Hương Thượng Đức Phật Hương Quang Phật Đại Diệm Kim Đức Phật Tạp Sát Bảo A Kim Thân Phật Ma Đức Ba Các Phật Như Ta La Thọ Vương Kim Nhân Thiên Nghĩa Như Tu Di Chư Phật nhiều như số các sông hàng đều ở nước mình dùng lưỡi rộng dài trùm khắp ba đại thiên thế giới nói lời chân thật chúng sanh các ngươi phải nên tin tất cả chư Phật cùng chúng hộ niệm khen ngợi công đức không nghĩ bàn này này xa lời Phật vì ông thế nào sao gọi là tất cả chư Phật cùng chúng hộ niệm nếu có thiên nam hay thiên nữ nào được nghe kinh này và tên chư Phật thọ trì đọc tụng thì người thiện hay thiền nữ đó nhất định sẽ được tất cả chư cùng chúng hộ niệm và được chứng quả vấn tai chuyển nơi vô thượng bồ đề này xa lời Phật vì vậy càng đều nên tin nhân lời nói của ta và tất cả Phật này xa lời Phật ai đã phát nguyện hoặc đang phát hay sẽ phát nguyện sanh về cõi nước Phật A Di Đà những người như vậy đều được mừng nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác Ma Đà vãng sanh hoặc đang vãng hay sẽ vãng sanh về cõi cực lạc cho nên xa những người thiện nam hay thiện nữ nào nếu có lòng tin phải đến ta vãng sanh nơi đó này xa lời Phật như ta tàn thản công đức thật không có thể nghi của chư Phật đó chư Phật cũng lại tàn thản công đức không thể nghĩ bàn của ta như vậy mà nói lời đừng Phật tình ca làm được việc khó vô cùng đi là có thể ở nơi cõi ta bà
những lối ra vào, mà ở thế gian có tin nhân này này xa nơi Phật ta ở trong đời năm trường như thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi vì tất cả thế tiên pháp có tin nhân này thật là rất khó phân thuyết kinh xong ngày xá lời cũng chứ thì khéo tất cả trời đời bà a tu ở trong thế gian nghe lời Phật dạy hoan hỷ tin nhận làm lễ lui ra phần nói kinh a di đà gia đình đứng lên đi nhiễu quá quan cho sư cô ha gia đình đứng lên quý bà ngủ thì cứ ngồi xuống và gia đình đứng lên đứng từ từ A Di Đà Phật thân kim sân tu quang minh vô lượng bằng hào hiển chuyển ngũ tu di cam môn trần thánh tứ đại hài quang trung hoa phật theo số ứng chúng diệu phong.
Đại Bi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sa Mối Bồ Tát Ma Tát Nam Mô Cầu Sa Mối Bồ Tát Ma Tát Nam Mô Cầu Sa Mối Bồ Tát Ma Tát Phục Nguyện Tần Hư Không Biên Pháp Giới Quá Hiền Bỉ Lai Thập Phương Chư Phật Tôn Pháp Hiện Thánh Tăng Thường Trú Tam Bảo Phùng Vì Tiệp Độ Hương Linh Phật Tử Nguyên Sân Võ Cao Tráng Sinh Ngày 30 tháng 12 1960 Vạn Sanh 14 tháng 3 2023 Hưởng Thọ 64 tuổi Một vị thần hồn chí hương Đại trí văn thù sứ lợi Bồ Tát Đại hành Bồ Hiền Bồ Tát Hộ Pháp chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát Đồng Thị Phóng Quang Tiếp Độ Hương Linh Phật Tử Võ Cao Tráng Thọ Ưu Bà Tắc Giới Pháp Danh Nguyên Sân Sinh Năm 1960 Vạn Sanh 14 tháng 3 2023 Một vị thần hồn chí hương linh na vàng sanh na cùng là Cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật đại bi quan thế âm Bồ Tát đại thế chí Bồ Tát đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát đồng thị phóng quang tiếp độ hương linh Phật tử nguyện xưng thế danh võ cao tráng sinh ngày 30 tháng 12 1960 Vạn sanh 14 tháng 3 2023 thọ thế 64 tuổi một vị thần hồn chí hướng linh a bà sanh a cường là Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng
Ca Mâu Ni Phật, nghi thức cúng Phật cầu siêu cho hương linh nguyên sơn võ cao tráng đã viên mãn. Giờ này đến phần cúng linh, mời gia đình tam quyến cử ba vị đến trước bàn hương án chúng ta và bắt đầu thời kinh cúng linh. Thỉnh Sĩ Sư Cô tiếp tục. Hữu tự hữu luân hồi, vô sanh vô tử vô khứ lai, sanh tử khứ lai, đô thị mộng tóc phao đàn, chỉ đáo liên đài. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Phục nguyện hôm nay đệ tử chúng con cùng thân bạn quyến thuộc tan gia hiếu quyến cầu nguyện cầu siêu, dân hương dân cơm dân nước tưởng niệm, cầu nguyện cầu siêu hướng linh Phật tử nguyên xưng võ cao tráng, tóc thoát mê đồ, hiểu rõ thân là mộng uyển, nhất tâm niệm Phật vãng sanh Tây Phương tịnh độ. Tăng gia hiếu quyến chí thành niệm hương, dân hương lên bát lễ hương linh ba lạy. Lạy ba lạy. Triều tịnh hương linh dì ấy lại lắm. Gấp một ít thức ăn tượng trưng vào chén giữa. Gấp một ít thức ăn. Gấp một ít thức ăn tượng trưng vào chén giữa. Yeah. À, đúng rồi. Lễ hương linh ba lạy. Biên ở biển thủy chứng ngôn cẩn đương trì ôm Nam Mô Ta Phà Đáng Tha Ngã La Phà Lô Chị Đề Án Tam Phá Ra Tam Phá Ra ôm Nam Mô Ta Phà Đáng Tha Ngã Chị Đề Án Tam Phá Ra Tam Phá Ra ôm Nam Mô Ta Phà Đáng Tha Ngã La Phà Lô Chị Đề Án Tam Phá Ra Tam Phá Ra ôm Nam Mô Rô Bà Gia Đáng Tha Ngã Đa Gia Đa Điện Tô Rô Tô Rô Vãng Ra Tô Rô Vãng Ra Tô Rô Ta Phà Nam Mô Tô Rô quyếu quyến chí thành chấm trà lần thứ hai. Lệ hương linh ba lạy. Ma ba nhã ba la mẫn đa tâm kinh quang tự tại bồ tát ánh tâm ba nhã ba la mẫn đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giới công độ như thế bồ sa vơ dĩ không bóng vương dĩ sáng sáng tức thị không bóng tức thị sắc thọ tưởng hành thức dị phục như thị sát lời tử thị chư phá công tưởng bất sanh bất diện bất câu bất tình thì cổ công trung vô sắc vô thọ tưởng hành thức vô nhạc nhị thị thiện thần ý vô sắc thanh thư vị xuất pháp vô nhạc giờ này chỉ vô ý thức giới vô vô minh diệt
Này chi vô lão tử diệu vô lão tử tận vô khổ tâm diệt đạo vô tri diệt vô đăng dĩ vô sở đăng cố bồ đề tăng đó y bát nhã ba la mật đa cô vô quái ngại cố vô hồn cùng bố viễn ly điên đạo mộng tưởng khổ canh niết bàn tam thế chư phật y bát nhã ba la mật đa cô đắc a đủ đa la tam biểu tam bồ đề ba la mật đa ni đài đừng chủ ti đại minh chú thị vô thượng chủ thị vô đăng đằng chủ năng trừ nhất thiết phổ dân thiệu vẫn hư cố tiêu ba nhã ba la mật đa thi du vi yên đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề tát ba a yên đề ba la yên ba la tăng yên đề bồ đề tát ba a yên đề ba la yên ba la tăng yên đề bồ đề tát chí thành chăm trà lần cuối cùng rót đầy lên con lễ hương linh bồn lầy vạn sanh quyết định chớ ngô nam mô a di đà bà la đa ta ya đa ya đa di ya di đi đô ba thì ya di đi đa tấn đa ba thì ya di đi có sanh có tử có luân hồi không sanh không tử không đến đi sanh tử đến đi như cơn mộng nhất tâm niệm Phật đến liên đài Nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Phục Nguyện Đệ tử chúng con vâng lời Phật dạy phúng tụng Đại Thừa A Di Đà Tôn Kinh cùng niệm Phật cung linh hồi hướng công đức cầu nguyện cầu siêu hương linh Phật tử Võ Cao Trang Pháp Danh Nguyễn Xưng sinh ngày 30 tháng 12 1960 vạn sanh ngày 14 tháng 3 năm 2023 hưởng thọ trần thế 64 tuổi ngưỡng nguyện chư Phật chư Đại Bồ Tát thì từ phóng quang tiếp độ hương linh tóc xả mê đồ niệm Phật nhất tâm vãng sanh Tây Phương tịnh độ thư cầu nguyện cầu an quý nữ Võ Việt Hồng Thảo con rể Peter Sum các cháu Afro Chen Sum Aiden Sum các anh Võ Cao Quang Võ Cao Hà các em Võ Thị Thanh Hoa, Võ Cao Huy, Võ Cao Tuấn, Võ Thị Kim Oanh cùng tán gia hiếu quyến nội ngoại thân tâm an lạc tâm Bồ Đề kiên cố hướng về chánh pháp cùng cầu nguyện cầu siêu tất cả các hương linh vãng sanh Tây Phương tịnh độ
phổ nguyện cõi âm siêu thoát, cõi dương an lành, tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Tự quy Phật, đương nguyện chúng sanh thể giải pháp vô thượng tâm, tự quy pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hai. Tự quy tăng đương nguyện chúng sanh tâm ly đại chúng siêu thọ tang nhập điểm, và cũng như di quan cho chú Tráng đến đây đã hoàn mãn. Mời gia đình đứng lên đi. Mình chỉ còn đôi ba phút nữa thôi thì tiễn đưa hương linh. Không biết gia đình có vị nào đại diện tăng quyến để cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Kính trên bạch hòa thượng chứng minh viện trụ chùa Pháp Bảo, kính bạch chư tôn tăng ni chùa Pháp Bảo và chùa Liên Hưng, kính thưa quý Phật tử đạo tràng chùa Pháp Bảo, kính thưa toàn thể anh chị em thân hữu, thân bằng quyến thuộc, bà con gần xa. Con tên là Võ Cao Quang, là anh trai trưởng của em Võ Cao Tráng. Xin đại diện cho toàn thể anh chị em trong gia đình có đôi lời cảm tạ, kính bạch trên chư tôn đức tăng ni. Kính thưa toàn thể quý vị, trong những ngày qua gia đình chúng con đã phải nén nỗi đau khi phải chứng kiến sự ra đi vĩnh viễn của người em thương quý, người anh kính mến, người cha tôn kính, ông ngoại nhân từ của hai cháu là hương linh Phật tử Võ Cao Tráng pháp danh Nguyên Sưng đã quả vãng vào lúc 19:50 ngày 14 tháng 3 năm 2023, nhằm ngày 23 tháng 2 năm Quý Mão hưởng thọ 64 tuổi. Trong thời gian qua, em chúng con đã không may mắn vướng vào một căn bệnh nan y để phải ra đi ở lứa tuổi chưa gọi là già. Đó là sự mất mát rất lớn, không có gì bù đắp được trong đời sống tình cảm gia đình của chúng con. Đối với cha mẹ, em là một người con hiếu thảo. Đối với anh chị em là một người biết kính trên nhường dưới, luôn hy sinh sẵn sàng chia sẻ gánh vác chuyện gia đình. Đối với vợ con, em là một người chồng tốt, là người cha mẫu mực. Đối với họ hàng, bạn bè thân hữu, em luôn là người hiểu chuyện và sống bằng tất cả tấm lòng chân thành và chân thật. Trong công việc, em luôn có trách nhiệm, biết trọng chữ tín, rất siêng năng, chịu khó nên được mọi người yêu thương, quý mến. Mặc dù gia đình chúng con hiểu quy luật và chấp nhận sự vô thường của vũ trụ, để nhất tâm niệm Phật A Di Đà cầu nguyện cho chân linh em Tráng của chúng con sớm vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng tháng ơi, em của chúng con đã ra đi vĩnh viễn, rời thế giới này và để lại biết bao nỗi niềm thương tiếc trong gia đình. Từ lúc em, anh cha ông của chúng con ra đi, gia đình đã nhận được biết bao nhiêu tấm lòng yêu thương, chia buồn, đồng thời góp phần cầu nguyện cho em của con trong thời gian qua. Giờ này phần nghi lễ đã xong, thay mặt tăng quyến gia đình chúng con thành tâm bái tạ ân đức của chư tôn thiền đức tăng ni đã không quản ngại đường xa xa xôi và dành thời gian quý báu quang lâm đến nhà quan Đường An để tụng kinh và chủ nguyện cho em chúng con được siêu thanh miền cực lạc.
Chúng con xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến quý Phật tử, cũng như quý anh chị em, bà con, cô bác, nội ngoài hai bên, quý bạn bè thân hữu gần xa đã đến vấn ưu trợ niệm với gia đình chúng con, đồng thời tiện đưa em Trạng về miền hư vô trở về với cát bụi. Giờ đây khó được trùng phùng ấm dương, đôi nẻo muôn trùng cách xa. Và gia đình chúng con xin chân thành cảm ơn ban tổ chức tang lễ nhà quan Trường An đã sắp xếp mọi việc chu toàn về tang lễ cho em chúng con được cử hành trọng thể. Trong lúc tang gia bồi rối, không sao tránh khỏi những điều thiếu sót. Kính mong chư tôn đức tăng ni quý liệt vị niềm tin hoan hỷ bỏ qua cho tang quyền được làm tròn hiếu đạo. Chúng con kính nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho quý ngài pháp thể khinh an, Phật sự viên thành. Kính chúc liệt vị luôn an lành sức khỏe. Một lần nữa chúng con xin chân thành tri ân và cảm tạ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Gia đình có còn bạn quan khách nào muốn chia sẻ? Dạ. Có còn quan khách nào muốn chia sẻ? Dạ. Có còn. Dạ. Dạ. Muốn chia sẻ đôi lời đi. Dạ. Kính bậc quý thăng ni, quý đạo hữu, kính thưa quý thân bằng quyến hữu và tất cả quý vị hiện diện hôm nay. Hôm nay tôi xin được có một vài lời để tiện đưa anh Trạng ra đi. Anh Trạng sinh ra ở Quảng Trị và theo cơn lốc của lịch sử đã lăn lội từ qua đất Úc này. Anh Trạng là một người rất là hiền hòa, cũng giống như bao nhiêu người khác, đời người cũng có những lúc thăng trầm, những lúc trầm, những lúc thăng. Nhưng mà anh là con người quật cường, anh đã vươn lên và đã thành đạt trong xã hội. Anh là một người rất là hiếu thảo. Những ngày nằm ở bệnh viện, những lúc mà anh hấp hối nghe mẹ mình nhập viện ở Đà Nẵng, anh đã khóc nức nở, làm xúc động biết bao nhiêu nhân viên ở bệnh viện cũng như chúng tôi. Anh là người đã ngã gục trong cuộc sống vô thường, nhưng mà anh đã kiên cường cùng sự trợ giúp động viên của anh em, và anh đã đứng dậy một cách rất là coi như ngoan cường. Anh là người ít nói, nhẹ nhàng. Anh là người chia sẻ tất cả những cái thành trách nhiệm với anh em, với bà con. Bằng chứng là người anh của anh đã ra đi ở Việt Nam, anh đã dồn hết tất cả những nỗ lực, những tài sản, những kinh tế để giúp đỡ anh em. Anh là người chia sẻ với tất cả những anh em của anh ở đây, khi một người sửa nhà, sửa cửa đều có sự hiện diện của anh. Tuy nhiên anh rất là ít nói, ít thể hiện. Với cái sự thành đạt của anh sau này rất là có những điều đáng khâm phục đối với chúng tôi. Thành hôm nay sự ra đi của anh thật là một điều luyến tiếc của tất cả mọi anh em thành viên trong gia đình, cũng giống như bản thân tôi. Tôi rất trân trọng cái tình cảm của anh. Thành hôm nay ra đi, sự ra đi của anh là một niềm niềm tiếc lớn lao của chúng tôi. Anh ra đi, anh cũng có những điều bức xúc vì mộng của anh cũng chưa thành, sự ước nguyện của anh cũng chưa thành đạt. Thành sự ra đi của anh cũng là còn mang niềm nuối tiếc lớn lao cho tất cả chúng tôi. Hôm nay đây chúng tôi không biết nói gì hơn, chỉ có một đôi lời nói về anh, cũng như nguyện cầu cho anh được sớm ra đi đến cái miền Phật cảnh. Và một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả những người đã hiện diện hôm nay, nhất là quý tăng sư đã tới đây để mà đưa tiễn anh. Tôi xin hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
mình chỉ còn đôi ba phút nữa thôi, mình làm lễ tiễn đưa chú Tráng ra xe. Qua những lời tâm sự của gia đình, thân bằng quyến thuộc, thì chúng ta thấy chú Tráng là một đời sống dễ thương, dễ mến với gia đình. Và trong lúc gặp bệnh khổ, bệnh duyên, chú cũng rất là kiên cường vượt qua. Tất cả những công đức lành mà chú Tráng đã sống với mọi người, với anh em và với gia đình, theo lời Phật dạy, một người có thiện tâm như vậy, có nhiều nhân lành như vậy, chắc chắn sẽ được vãng sanh về một thế giới an lành. Và giờ này nếu mà thần thức của chú Tráng sẵn sàng buông xuống các duyên để niệm Phật, thì chắc chắn thần thức của chú sẽ được cái duyên Phật Pháp, đâu đó sẽ gieo cái duyên lành để tái sanh về thế giới của chư Phật và chư Bồ Tát. Giờ này đạn tràng đã viên mãn, gia đình, sư cô mời gia đình mình tập trung về phía bên cánh trái, phía bên cánh phải của áo quan, và mời quý cô chú trong nhà hoàng Trường An mình bắt đầu làm lễ di quan. Dạ mô Phật. Gia đình có một lời mời là sau khi làm lễ di quan ở đây thì về lại chùa Pháp Bảo, những vị thân hữu về chùa Pháp Bảo để làm lễ trí linh trí tự.
sơ ca di đà phật nam mô tiếng dân đạo sư ca di đà phật nam mô tiếng dân đạo sư ca di đà gia đình quỳ xuống đi ha, quỳ xuống. Nhi tâm đảnh lễ hướng linh tam bái. Nguyệt
dọi suốt trăm năm một cõi đi về. Lời nào của cây, lời nào cỏ lạ, một chiều ngồi say một đời thật nhẹ. Ngày qua vừa tan mùa xuân rồi tan mùa hạ, một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa. Mây che trên đầu và nắng trên vai, đôi chân ta đi sông còn ở lại. Con tình yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hiện bóng con người. Chạy vòng quanh một vòng tiêu tụy, một bờ cỏ non một bờ mộng mị. Ngày xưa từng lời tà dương là lời mộ địa, từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe. Trong khi ta về lại nhớ gió hoang vu thổi buốt xuân thì, ngọn gió hoang vu thổi buốt